Hoàng là trời ơi má ơi tái cô hồn, con lai không được, con lai không được, con lai không được, con mập thì mấy ki, con lai không được, con bự như con heo, cho con lai được đi. Con là con mà like mà con mà không bị lắc, con hứa danh dự là con sẽ múa Vina House trong cái livestream này. Con hứa danh dự luôn á má. Các bạn share livestream lại giùm Bảo nha, Bảo like bên đây lại thử coi coi nó có bị lắc hay không. Hello Nguyễn Phương Kiều Vi. Các bạn share livestream lại đủ để đủ đông đủ các bạn vô là mình sẽ kể tiếp cái phần của câu chuyện đó nha. Đủ 5.000 bạn đi và bắt đầu kể chuyện ma ha. Mình sẽ kể tiếp cái phần của câu chuyện đó. Hello Vân Nguyễn. Chơi cái trò gì mất cả. Ờ các bạn ơi, các bạn có thể hạn chế thả icon được không? Các bạn không cần thả icon cũng được. Các bạn chỉ các bạn đừng có thả icon nữa để cho nó không có bị lắc á. Tại vì các bạn một người thả icon mà trong cái livestream này cả ngàn người lận thì mỗi người thả một cái icon, ví dụ như là 2.600 người thả một cái icon á, mỗi người thả một cái icon là coi như là banh cái ly luôn á, cho nên các bạn hãy hạn chế thả icon nha, please. Các bạn ơi, hãy hạn chế thả icon. Mình sẽ bắn tim cho các bạn và mình chúc cho các bạn có một tháng cô hồn không gặp xui xẻo ha. Hãy hạn chế thả icon, đúng rồi, một hai cái thôi. Đừng thả các bạn đâu. Please stop. Các bạn đừng có kiểu mà don't stop, baby won't stop nha, ok? Ok. Chỉ cần mà cái like này không lắc là Bảo hứa là Bảo sẽ nhảy Vina House. Ok. Hello Lâm Ăn Di. Nhìn Bảo nhìn tóc này nhìn tôi. Cảm ơn Thùy Trang đủ 5.000 bạn bắt đầu kể tiếp cái phần tiếp theo nha. Tóc này là cảm ơn Thu Hương nha. Các bạn đừng thả icon. Các bạn biết các bạn thương Bảo rồi, các bạn hạn chế thả icon, không cần thả luôn. Các bạn chỉ cần comment thôi cũng được, hoặc là các bạn share thôi được rồi. Đừng có thả icon. Rồi Bảo vô tiếp nha. Tiếp câu chuyện là vô. Make some noise yeah. Rồi. Thì cái bạn Lê Hiền cứ mặc kệ bả rồi cứ tiếp tục đi trong cái hẻm đó, và cái kiểu đi của bạn cũng như là cái hẻm này là cái hẻm của chị. Đường này là đường của chị, hiểu không? Bạn đi một cái cách kiểu mà cách quốc Hoàng Thùy Lê Thúy á má. Bạn đi một hồi cái tự nhiên bạn quay lại, bởi vì bạn không có cảm giác, không còn cái cảm giác là có người đứng kế mình nữa, mà trong cái đoạn đường, trong cái con hẻm đó bạn khẳng định là có bạn với lại cái bà già đó thôi, cái bà già 70 tuổi đó thôi. Nhưng mà không hiểu sao khi mà bạn quay lại thì bà già 70 tuổi đó hoàn toàn biến mất, cực kỳ ghê luôn các bạn. Là có nghĩa là bạn mới vừa đi có một chút là khoảng 3-4 bước thôi, quay lại là bà già đó bà biến mất rồi. Nhưng á, mà bà là 70 tuổi, theo phán đoán của bạn Lê Hiền là bà 70 tuổi, bà không có thể nào mà giống Du Minh Chuân được má. Du Minh Chuân thì mấy giây là xuất hiện sang chỗ khác rồi, nhưng mà bà thì không có khả năng đó. Với lại thí dụ như bà có chạy đi thì mình cũng phải nghe tiếng nước rót rét, đúng không? Đằng này không nghe một cái gì hết, bạn mới bước đi một chút thôi là bạn tức á, là bạn hỏi bà không trả lời là ủa bác tính đi nhờ dù con hả? Cái xong rồi bạn đi một hồi khoảng 2-3 bước một cái quay lại là mất tiêu. Quay lại là mất tiêu luôn cái bà già đó. Cái xong rồi bạn biết rồi, bạn Lê Hiền lúc này đã biết là mình đã gặp ma rồi. Bạn mới chạy tức tốc luôn. Bạn chạy mà thiếu điều muốn giục cây dù ở lại luôn á. Bạn chạy ra ngoài tiệm tạp hóa bạn mua sữa chua, nhưng mà bạn đâu có dám về nhà, đâu có dám đi vô trong hẻm nữa đâu. Cái hẻm của nhà bạn cực kỳ tối luôn. Mà bạn Lê Hiền nói là sống bao nhiêu năm rồi, nguyên một cái hẻm, những người trong hẻm không có đủ tiền để mua nổi một cái bóng đèn luôn má. Không có đủ tiền mua nổi một cái bóng đèn luôn. Mà Giáng sinh hay gì là cũng không có treo luôn nha má. Tối lắm, cái bạn đứng ở đó, bạn đâu có dám về nhà đâu. Tại vì hồi nãy trong hẻm là bạn đã gặp ma như vậy rồi, bạn rất là sợ. Cái lát hồi mẹ của bạn Lê Hiền á mới gọi là thắc mắc tại sao mà trời ơi, cái con này nó điên hay gì vậy? Trời ơi, nó mua có một hộp sữa chua mà ta tưởng nó đi đứng đường không mà đi gì mà lâu dữ vậy. Cái xong rồi cái bạn mẹ của bạn Lê Hiền này á mới gọi là sợ quá. Ê, nó vẫn đang ghi là hình như mình vẫn kể được đó. Cái xong rồi á thì hả bạn mẹ của bạn Lê Hiền mới gọi là sợ quá, thì bà mới đi ra ngoài đầu hẻm bà kiếm bạn Lê Hiền. Khi mà mẹ của bạn Lê Hiền đi ra ngoài đầu hẻm kiếm bạn Lê Hiền á thì mới thấy bạn Lê Hiền đứng ngay đầu hẻm. Cái mẹ của bạn Lê Hiền mới hỏi là tại sao mày không vô trong nhà? Mày mua xong cái hộp sữa chua rồi thì mày vô trong nhà đi, mày đứng đây làm cái gì? Mày tính làm cái gì?
Cái xong rồi bạn Lê Hiền á mới gọi là nhờ mẹ của bạn Lê Hiền dắt đi vô trong nhà, bởi vì bạn Lê Hiền không có dám gọi là đi một mình nữa, không có dám đi một mình nữa, tại vì rất là sợ rồi, bạn không có còn hồn nhiên nữa. Thì khi mà mẹ của bạn dắt bạn Lê Hiền vô trong nhà thì mẹ của bạn á, đầu bạn Lê Hiền mới kể cho mẹ của bạn là hồi nãy bạn Lê Hiền gặp cái bà già đó như vậy đó, gặp cái bà già đó đứng ở đó, cái xong rồi nó bà đó bả đi nhờ dụ bạn Lê Hiền nhưng mà quay qua mất tiêu bả. Cái mẹ của bạn Lê Hiền lúc này mới biết rằng con mình gặp thiệt rồi, bởi vì đó là không phải một mình bạn Lê Hiền gặp mà bà ngoại của bạn Lê Hiền cũng gặp nữa. Kiểu mà giống như là sáng hôm nay là bạn Lê Hiền đúng không, là buổi tối hôm đó là bạn Lê Hiền gặp, thì buổi sáng cũng vào cái mùng 1 đó luôn á, là khoảng 4 giờ sáng, bà ngoại của bạn Lê Hiền á tên là Bích Vân. Bích Vân thì cái bà Bích Vân này buổi sáng á, hôm đó á, là bả đi ra ngoài, kiểu mà người lớn người ta thường đi dậy sớm để người ta tập dưỡng sinh đó má, người ta dập tập dưỡng sinh á đó, người ta tập dưỡng sinh đồ á để người ta khỏe. Thì cái bà Bích Vân này 4 giờ sáng bả dậy, bả đi ra ngoài thì bả nghe có tiếng con nít, mà cái tiếng con nít nó chạy giỡn á ở trong hẻm á các bạn, bả mới thấy quái lạ. Bởi vì á con nít nào mà dậy vào lúc 4 giờ, chỉ có thường thường là chỉ có những cái người lớn tuổi người ta thường thường người ta dậy sớm thôi, mà bả cứ nghe cái tiếng con nít chơi rồi chạy giỡn các bạn. Cái bả cũng mặc kệ, nhưng mà bả đi ra ngoài đầu hẻm, khi mà bả đi ra ngoài đầu hẻm rồi á thì ngay cái đầu hẻm á bả thấy nguyên một đám con nít luôn. Mà ở trong hẻm này á, trong cái hẻm nhà của bả thường á thì không có nhiều con nít tới như vậy, mỗi nhà thì có một đứa thôi, nhưng mà không thể nào mà nhiều con nít tới vậy. Bả thấy một đám con nít, trời ơi má, nó bú đầy cái hẻm luôn. Cái gì vậy hôm nay là một cái nhà trường nào đó tới thăm hẻm, tới tham quan hẻm hay gì má. Bả nghĩ trong đầu vậy, trời nhà trường nào mà tới tham quan hẻm, làm gì cái hẻm của bả là địa điểm du lịch vậy, là địa điểm coi hệ sinh thái vậy. Cái bả mới tiến lại gần mấy cái đứa trẻ đó, tại vì rất là nhiều. Mà trong hẻm các bạn đi, bạn Lê Hiền nói là trong hẻm chỉ có 5 nhà thôi, làm sao bảy con nít nó đứng đó, mà con nít nhóc không à. Cái xong rồi bà Bích Vân bà mới chạy lại, khi mà bà chạy lại cái chỗ mà tụi con nít nó đứng ngay đầu hẻm á, là bà Bích Vân mới chạy lại đầu hẻm á, thì không thấy tụi nó đâu hết, không hề thấy tụi nó đâu luôn nha các bạn. Chưa đâu, còn dì của bạn nữa. Cái chuyện này cũng đã xảy ra lâu rồi, dì của bạn á tên là Tuyết Nhung. Thì cái bà Tuyết Nhung này hồi lúc mà còn nhỏ bà cũng ở trong cái khu đó luôn nha. Và cái câu và bảo chỉ với các bạn là khi mà các bạn vào cái tháng cô hồn này, các bạn đi ra ngoài đường á, kiêng là không mặc áo trắng buổi tối nha, không mặc áo trắng, không mang ô và không xả tóc là con gái nha. Với lại đi ở trong hẻm thì không được gọi tên của nhau, ví dụ như là Lâm Băng Di, tới nhà Lâm Băng Di, Di ơi, hoặc là hả Gia Bảo, đừng có kêu như vậy, đừng có kêu tên mình ra. Và buổi tối thì đừng có kêu tên mình, bởi vì ma quỷ á, nó mà biết tên mình á là tối các bạn ngủ á là nó sẽ ra ngoài, nó sẽ đứng trước nhà các bạn nó kêu đó. Giống như cái bà Tiết Nhung hôm đó thì bạn của bà gọi là lúc mà bà Tiết Nhung bà có kể cho các bạn Lê Hiền này, cái lúc mà cũng là tháng cô hồn luôn, mà cái lúc mà bà còn bé, bà còn đi học á, thì bà kêu á là con bạn của bà qua rủ bà đi tập thể dục, rủ bà đi học thể dục. Thì thường thường là mình học sinh với nhau á, bạn bè mình hay rủ nhau rồi chở nhau đi học chung, đi học thể dục chung. Thì tối hôm đó là có nghĩa là sáng ngày mai mới học thể dục nha má. Thì tối hôm đó là con bạn của bà là đã Barcelona, gọi là bắt đầu gọi là đề ba trước, là chạy qua nhà của bà Tiết Nhung kêu là tối nha, tối khuya nha, nửa tối khuya mới ghê, mà giờ tháng cô hồn, đứng trước nhà bà Tiết Nhung kêu Tuyết Nhung ơi, kêu lớn lắm các bạn. Xong rồi cái bà này bà mới đi ra, thì cái bà bạn của bà Tuyết Nhung mới rủ là ngày mai á tao qua rủ mày, tao chở mày đi tập thể dục chung nha, gọi là đi học thể dục chung nha. Thì cái bà Tuyết Nhung cũng sau đó bà Tuyết Nhung quay trở lại nhà. Mà các bạn biết hả, buổi tối hôm đó vào 3 giờ khuya nha, tự nhiên bà Tuyết Nhung nghe 3 giờ khuya ai dậy đi tập thể dục, tự nhiên nghe kêu luôn nha, giọng của bạn bả nha, giọng của cái con bạn mà hồi tối tới kêu là ngày mai rủ đi tập thể dục á, kêu là Nhung ơi, Tuyết Nhung, dậy đi tập thể dục với tao nè, dậy đi học thể dục đi Nhung, dậy đi. Trời ơi, mà bà Tuyết Nhung bả tỉnh dậy mà bả thấy đó là nguyên một bóng người đứng ngay cái cửa sổ, đứng ngay
ngay cái cửa sổ nha, gõ cọc 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 như nè. Ghê chưa, gõ cọc cọc cọc. Tại vì cái phòng của bả là nó ở dưới mà nó lại ngay cái cửa sổ nữa, thì bạn bè của bả mỗi lần qua kêu bả thường hay gõ vô cái cửa đó để kêu, mà mày không gõ vô cửa kêu: Nhung ơi, Nhung ơi, dậy đi học thể dục với tao nè, ra đi, dậy đi học thể dục với tao nè, kêu gì đó các bạn, kêu mà lén lút mà kiểu ăn trộm ăn cướp á. May là bà Tuyết Nhung có cái bệnh, có cái bệnh là bệnh lười, bệnh lười cộng bệnh trễ hẹn. Ơ lại trễ nó rồi, chẳng bao giờ chịu đúng hẹn với em, là bệnh trễ hẹn quá là bà ngủ luôn, tại vì mệt quá, 3 giờ ai mà dậy nổi. Mà thật sự lúc đó bà Tuyết Nhung bạn bả tưởng rằng là con bạn bả thiệt, bả tưởng rằng bây giờ là 6 giờ sáng và mình đi học thể dục với má, bả tưởng rằng con bạn bả, nhưng mà bả lười quá bả không muốn ra. Chính vì cái lười đó may mắn cho bả là bả không đi ra, bả mặc kệ luôn, ai kêu kêu bả không ra. Cái xong rồi sáng hôm sau á, bà tỉnh dậy á, thì bà nói: Ủa sao, sao mình ngủ lâu như vậy? Có nghĩa là bà thức dậy lúc 3 giờ mà bà không biết là bà dậy vào lúc 3 giờ nha. Bà cứ nghĩ rằng á, bà cứ nghĩ rằng là bà gọi là dậy lúc 6 giờ không, mà bà con bạn bà tới kêu á thì bà mặc kệ, các bạn hiểu không? Khi mà bà tỉnh dậy á thì là đã 6 giờ mấy, thì bà mới sợ quá, sợ là chết rồi, có khi nào mà con bạn của bà giận bà không? Cho nên bà tức tốc gọi là dậy rồi sửa soạn để đi học thể dục á. Thì bà chạy tới cái chỗ mà để học thể dục của con bạn bà với bà. Thì khi mà tới đó thấy con bạn bà ngồi ở chổng rồi, thì bà mới vô hỏi cái bà Tuyết Nhung, bà mới vô hỏi là: Ủa hình như hồi sáng mày tới mày kêu tao đúng không? Cho tao xin lỗi nha, tao ngủ quên. Hình như hồi sáng mày tới mày kêu tao đúng không? Cái lúc này là bà đang ở trong cái lớp học thể dục chung với cái bà bạn của bà rồi. Bà hỏi như vậy á, thì cái bà bạn của bà mới kêu là: Ủa, xin lỗi mày mới đúng á. Tại vì hả, sáng nay tao lười quá, tao cũng lười lết xe qua chở mày quá, với lại mày cũng nặng quá, tao chở mày không nổi đâu, lấy sức tao chở mày, cái xong rồi tao lấy sức đâu, tao tập thể dục má, tao cũng mệt quá, cho nên tao cũng không có qua nhà kêu mày. Trời ơi, vậy ai là người đứng ở ngoài cửa sổ kêu bà Tuyết Nhung? Vậy ai là người đứng ở cửa sổ kêu bà Tuyết Nhung? Cái lúc này bà mới hóa ra là bà dậy lúc 3 giờ. Hóa ra là bà dậy lúc 3 giờ là ai đó kêu bà, chứ không phải con bạn của bà. Mà kêu Tuyết Nhung nha, biết tên luôn, Tuyết Nhung ơi, Tuyết Nhung ơi. Cũng giống vậy á, hồi đó bạn ở xóm bạn của bảo á, là bạn của bảo nó là cái xóm đó là cái xóm ma. Bởi vì á là những cái nơi mà người ta xây nhà, cái xóm nó nhìn nó đi lên trên rồi đi xuống, rồi nói chung nó là quằn quèo lắm. Bạn của bảo nói là cái xóm đó là xóm ma. Mỗi đêm á, ví dụ như á, mà mày nghe ở ngoài có ai kêu mày thì mày không được ra mở cửa, tại vì ba mẹ tao nói như vậy. Bạn của bảo cũng đã bị một lần như vậy rồi, do là đi tới nhà mà kêu tên nhau á các bạn, cho nên ma quỷ nó nghe á, xong rồi nó kêu ra. Bạn mà đi ra mà các bạn mở cửa mà các bạn thấy có người kêu mình, các bạn ra mà các bạn mở cửa không thấy ai á, thì chắc chắn với các bạn á là các bạn sắp gặp điềm xui rồi đó. Và cái nơi mà con bạn bảo ở mà các bạn có tin không, tới mức độ mà nó nhiều ma, tới cái mức độ mà bạn của bảo đứng dậy đi vệ sinh cái đi ra chút xíu nó quay lại nó ngủ á. Cái đó đi vô trong phòng nó thấy một người lính bế một đứa trẻ đi xuyên qua cái mùng của nó luôn nha má, không dán mùng lên mà đi xuyên qua cái mùng của nó, nằm xuống, đặt cái đứa bé đó nằm xuống, rồi cái ông người lính đó với lại đứa bé đó biến mất. Cái xong rồi cái hôm đó nó thấy vậy là nó qua nhà, nó qua phòng của má nó ngủ luôn, nó không dám ngủ nữa. Cho nên trong cái tháng cô hồn này các bạn hạn chế đi ra ngoài đường vào buổi tối, mà mặc áo trắng nè, rồi xõa tóc nè. Con gái là không nên xõa tóc nha, với lại đội ô có gì mà áo mưa đi má cho nó tiện. Mặc áo mưa cho nó tiện ha. Rồi xong rồi không nên gọi là gọi tên nhau trong hẻm, hoặc là buổi tối mà đi gọi tên nhau nha, là không được, là kiêng cho bảo. Mà bây giờ bảo sẽ tới một cái câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện này khá là creepy bởi một bạn đã học ở cái trường đó và gửi cho bảo. Thì á, bạn đó xin phép được giấu tên, và bạn đó nói là nếu mà muốn đọc tên bạn đó thì cứ chỉ đọc là KH thôi, chỉ đọc biệt nghệ danh là cây rồi H á. Ừ, thì bạn đó chỉ là như thế này. Nếu mà các bạn đó từng nghe sơ chuyện của trường của bạn đó, là bạn đó nghe người ta kể lại là như vậy. Sau đó bây giờ bảo sẽ kể sơ cái trường
cái chuyện của trường bạn đó trước, mà bạn nó nghe người ta kể lại, và sau sẽ kể cái chuyện của chính bạn đó và bạn bè của bạn đó gặp ha. Chuyện là như thế này. Trường của bạn đó là một ngôi trường khá là cổ. Hồi đó cái trường đó được gọi được, trước đây cái trường đó là chủng viện, nhưng sau này á, khi mà người ta tới á, người ta xâm lược á, là trở thành cái bệnh xá, và sau khi mà hòa bình xong á thì nó lại trở thành một cái gọi là một cái trường. Cho tới bây giờ trong trường của bạn này á có rất là nhiều khu, tóc ngắn thì khỏi cần cột, tóc ngắn rồi cột đâu nữa, bây giờ mấy má tông đơm bên rồi mấy má cột sao, đúng không? Cái trường của bạn đó có một cái khu, đó gọi là khu B. Thì cái khu này cho tính tới hiện tại thì cái khu này là cái khu cổ nhất ở trong trường, là cái khu mà hình như là gọi là giờ còn giữ toàn vẹn nhất cho thời, từ cái thời kỳ Pháp cho tới bây giờ. Thì cái khu đó, ở dưới cái khu đó đó, dưới cái cầu thang nó có một, ngày xưa á thì bạn đó nghe những cái anh trong trường kể lại á, là nó là một cái hố, nhưng mà sau này người ta đã xây cái hố đó thành một cái hầm rồi. Nhưng mà trước đây nó là một cái hố rất là bự, mà không hiểu lý do tại sao mà người ta không có chịu lắp cái hố đó. Và rất là nhiều người kiểu mà cha mẹ á, thay mà thấy con cái của mình, mấy cái đứa bé á, mà nó chạy xe đạp nhỏ con to á, chạy vô trọng để chơi, tại vì cái sân nó rất là rộng và mát. Thì vào một cái ngày hôm đó thì vô tình làm sao có một đứa bé nó chạy xe đạp làm sao mà rớt xuống cái hố đó, và cái đứa bé đó tử vong ngay tại chỗ nha các bạn, tử vong ngay tại chỗ. Người ta lúc này người ta mới bắt đầu gọi là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, và người ta mới lắp sơ lại, chứ người ta không có gọi là lắp hết. Thì cũng sau đó nữa lại có một bé nữa rớt xuống dưới, và cái tình trạng y chang cái bé kia thì cũng chết ngay tại đó luôn. Và sau đó người ta mới gọi là bắt đầu lắp luôn cái đó lại thành cái hầm để chứa đồ chậm thôi. Thì á có rất là nhiều bạn mà học ở đây á, mà gọi là ở đây có ký túc xá, thì những cái bạn này thường ở buổi tối mà học ở đây á, là các bạn sẽ xuống cái chỗ đó, kiểu mà ở, nếu mà các bạn ở ký túc xá các bạn xuống cái đó học bài, tại vì cái chỗ đó nó yên tĩnh, học bài nó dễ vô má. Nhưng mà khi mà các bạn nó xuống dưới đó học á, thì các bạn nó nghe những cái tiếng chơi đùa của con nít, nghe những tiếng nói chuyện của con nít, mà bạn nào mà yếu vía hơn á là nghe cái tiếng bước chân nó chạy vòng vòng á, mấy đứa con nít á mà giỡn á, các bạn chạy vòng vòng mà ở đối diện cái chỗ đó nó có một cái lớp mà những cái bạn nữ sinh á, mà giờ ra chơi á thường hay tới đó ngồi á, và nữ sinh mặc áo dài á, thì những cái bạn nó đang ngồi chơi nè, tự nhiên cảm giác giống như là có ai đó giật cái tà áo dài của mình, giật mà mình bực ngược ra làm sao luôn, mới ghê. Cho nên rất là sợ luôn. Và bây giờ Bảo sẽ, cái đó là những cái câu chuyện mà bạn đó được nghe kể lại từ những người ở trong trường của bạn đó kể lại cho bạn, và Bảo sẽ kể cái câu chuyện mà chính thức bạn đó và bạn bè của bạn đó là người trải nghiệm. Thì chuyện là như thế này. Vào đầu năm lớp 10 á, thì trường của bạn hay có cái tổ chức một ngày trước khi mà các bạn vào năm học á, là trước khi mà các bạn khai giảng hay làm cái gì đó, là các bạn sẽ tập trung ở trong trường và bắt đầu quét dọn nhà trường, kiểu như là tổng vệ sinh cho trường mình sạch hơn, để mình bắt đầu năm học mới sạch sẽ. Thì khi mà quét dọn vậy, có một bạn nữ sinh đó, chỉ gọi là không có thân với các bạn kể câu chuyện này cho Bảo, nhưng chỉ gọi là một người đã từng trải nghiệm và kể lại cho trường hoặc là những cái bạn bè cùng trang lứa ở đó nghe, mà người ta, bạn nó thu thập lại kể cho Bảo. Thì cái bạn đó tên là Linh Nguyễn ha. Thì cái bạn đó là học sinh lớp 10 mới vô trường, thì cái bạn Linh Nguyễn này đang quét xong rồi, cái bạn Linh Nguyễn này mắc ái mà. Bạn Linh Nguyễn này mới mắc vệ sinh quá, mới gọi là đi sang dãy C, phòng vệ sinh dãy C nha. Cái trường này có rất là nhiều khu, phòng vệ sinh dãy C. Thì khi đi vô trọng á, thì trong phòng vệ sinh dãy C á, nó có một cái căn phòng rất là khuất. Cái căn phòng này cực kỳ khuất luôn, và căn phòng này luôn khóa. Nhưng mà cái bạn Linh Nguyễn này á, là học sinh mới vô, cho nên không biết rằng cái căn phòng này nó luôn khóa. Mà trong cái căn phòng này á, trong cái căn phòng khuất, trong cái phòng vệ sinh dãy C á, nó chỉ là để dụng cụ vệ sinh thôi, chứ nó không còn để cái gì khác nữa, và khóa nha. Thì khi mà bạn đi vô trọng á, bạn đi vệ sinh đó các bạn, thì tự nhiên bạn đi xong thì bạn đi ra để bạn rửa tay này nọ á, thì chính mắt bạn thấy là từ ở trong phòng đó có một nữ sinh. Thực sự là nếu mà trong phòng đó bạn khẳng định là lúc đó chỉ có một mình bạn thôi, bạn Linh Nguyễn thôi, nhưng mà thực sự là cái vấn đề ở đây mà khiến bạn Linh Nguyễn để ý tới người cái bạn nữ sinh này á,
là cái bạn nữ sinh này đi từ trong phòng luôn khóa ra, mà lại mặc một tà áo dài. Mà các bạn nghĩ đi, cái ngày hôm đó các bạn nó tới chỉ để gọi là quét dọn trường thôi thì đâu có cần phải mặc áo dài, đâu phải khai giảng bế giảng hay là bắt đầu năm học mới mà mặc áo dài. Trời ơi, mặc áo dài nóng gần chết, so damn hot. Mà nghĩ sao mà quét nhà quét cửa lau nhà dù toilet chứ mặc áo dài đâu được đâu, nó hơi gọi là nghịch lý Pythagore đúng không? Cái xong rồi các bạn Linh Nguyễn này chỉ thắc mắc là tại sao bạn này mặc áo dài thôi, chứ bạn Linh Nguyễn cũng không có thắc mắc lắm cái vụ mà cái phòng bị khóa đó. Tại vì bạn đâu có biết cái phòng đó bị khóa đâu, bạn nó chỉ là học sinh mới vô thôi, bạn nó mới thấy mắc cười là quét dọn thôi mà mặc áo dài, bạn nó mới ra kể cho mấy anh chị tiền bối gọi là simbe đó má, tiếng Hàn Quốc gọi là simbe, simbe đó gọi là nói cho anh chị tiền bối với lại mấy bạn cùng lớp 10 với bạn đó là có khi mà bạn nó vô trong cái phòng vệ sinh, bạn nó gặp cái nữ sinh như vậy và mặc áo dài, bạn nó cười ha. Trời ơi, đi dọn dẹp mà mặc áo dài, dễ thương dễ sợ, không biết nóng là gì luôn má, không biết nóng là gì luôn. Cái mấy anh chị này á, cái mấy anh chị tiền bối á mà học lâu ở trong trường này á, người ta mới choáng, người ta mới nhìn bạn với một cái vẻ mặt xanh lá gọi là xa lánh nha. Người ta nhìn bạn vậy đó, bởi vì người ta biết là cái phòng đó luôn khóa, và sau đó những cái anh chị mà tiền bối học lâu trong cái trường đó mới nói với bạn đó là đâu đâu, đâu có đâu em, cái phòng đó đâu có ai dùng đâu, phòng đó luôn khóa mà, phòng đó luôn khóa. Nhắn người ta nhấn mạnh luôn, phòng đó luôn khóa, đâu có ai mở phòng đó ra đâu mà có người đi ra từ trong đó. Rồi bạn nữ đó đúng sợ luôn, cái bắt đầu mọi người bắt đầu biết chuyện của dãy C đó rồi. Và cũng một người bạn của cái bạn gửi câu chuyện này cho Bảo đi vào phòng vệ sinh đó, và bạn nó cũng không biết cái vấn đề của phòng vệ sinh đó là có cái phòng khóa như vậy. Và bạn đi vào cái chỗ mà khóa luôn nha các bạn, cái bạn nữ nó đi vào cái chỗ mà bị khóa ở trong cái phòng C mà nó khuất á, đi vô trong cái vệ sinh luôn. Xong rồi bạn nó đi lại, đi ra ngoài kiểu mà bạn cầm len với lại mấy bạn, trời ơi cái phòng vệ sinh đó dơ quá à. Cái xong rồi mấy người kia mới nói phòng vệ sinh nào trong dãy C. Cái bạn đó nói cái phòng mà khuất ở trong, cái phòng mà khuất ở trong dãy C á. Mấy người kia nói là cái phòng đó đâu bây giờ là phòng vệ sinh đâu, phòng đó là phòng dụng cụ mà, người ta là để dụng cụ vệ sinh mà, với lại người ta khóa rồi sao mà vô. Bây giờ là tới cái câu chuyện mà của bạn gửi câu chuyện, bạn tên là KH gửi cho Bảo ha. Thì á, Bảo xin đặt một cái tên. Cái bạn này á, cái bạn mà gửi câu chuyện này cho Bảo sẽ tên là Ái Nguyên. Thì đó là hôm đó chính bạn, cái bạn Ái Nguyên này trải nghiệm cái, chính cái bạn Ái Nguyên này trải nghiệm cái rùng rợn của câu của cái phòng vệ sinh dãy C luôn. Chuyện này vậy, bạn Ái Nguyên á mắc vệ sinh thì bạn Ái Nguyên mới gọi là không có dám đi vệ sinh một mình. Bạn Ái Nguyên cũng nghe loáng thoáng là ở đó nó có ma như vậy, thì sự là bạn Ái Nguyên chỉ gọi là bán tín bán nghi thôi, bạn Ái Nguyên nửa tin và nửa không tin. Cái xong là bạn Ái Nguyên mới rủ một đứa gọi là ê mày đi vệ sinh với tao không, mà cái đứa đó thật sự nó không mắc, nó chỉ đi giống như là nó canh cho bạn Ái Nguyên để bạn Ái Nguyên đủ mạnh mẽ để đi vệ sinh thôi, để bạn Ái Nguyên đủ mạnh mẽ để bạn Ái Nguyên đi đái thôi. Mà cái xuống phòng vệ sinh dãy C nha, bạn Ái Nguyên vô thì cái đứa bạn của bạn Ái Nguyên á sẽ đứng ở ngoài hoàn toàn là không vô mắt, tại vì nó đâu bắt vệ sinh đâu, nó đi tại vì cái con Ái Nguyên này sợ ma thôi, đứng ở ngoài nó canh. Cái bạn Ái Nguyên mới ngồi ở trong phòng vệ sinh đi vậy nè, cái bạn đang đi vệ sinh thì tự nhiên bạn nghe có tiếng vội bồn cầu ở phòng vệ sinh kế bên, nhưng mà bạn Ái Nguyên không có cảm giác là phòng bên trái hay bên phải, bạn nó không có cái cảm giác đó. Thì bạn mới nghĩ rằng có thể rằng con bạn của bạn là con Thương á, con Thương đứng ngoài nó canh á, nó đi vô nó đi vệ sinh. Cái xong là bạn Ái Nguyên mới kêu rằng Thương hả mày, ủa mày nói mày không mắc vệ sinh mà Thương, sao tự nhiên bây giờ mày đi vệ sinh vậy má, trời ơi hai mặt vậy má, Thương phải không Thương? Cái bạn Ái Nguyên hỏi cái người ở phòng bên quá trời luôn, nhưng mà không có câu trả lời.
Những gì mà bạn Ái Nguyên á, nhận được á, chỉ là những tiếng cười mà cười thầm thì. Cái giọng cười này rất là giống cái giọng cười của bạn Ái Nguyên. Nó cười khay khẩy lên vậy đó, khì nó cười vậy đó các bạn. Cái xong rồi cái bạn Ái Nguyên này á, tưởng rằng bạn của bạn, cái con nhỏ thương bạn của bạn á, không có chịu đứng ở ngoài canh bạn đái mà đi vô trong đây chọc bạn. Cái bạn Ái Nguyên mới kêu rằng: "Tao không giỡn đó nha, mày quá đen lắm á. Trời ơi, người ta đang đi vệ sinh mà mày còn chọc người ta nữa. Đừng có giỡn nữa coi, tao không thích như vậy." Cái xong rồi lúc này á, không còn nghe tiếng cười nữa, không còn nghe tiếng cười của phòng kế bên nữa, mà là một cái tiếng rõ thẳng vào trong cái cửa của bạn. Có nghĩa là bạn Ái Nguyên bạn đi vệ sinh thì bạn đóng cửa lại, mà bạn nghe không còn tiếng cười nữa, nhưng mà vẫn bạn nghe bây giờ là lúc này là nó gõ thẳng vô trong cái phòng vệ sinh của bạn luôn. Nó gõ cọc 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 vô trong phòng vệ sinh của bạn như đó, đùng đùng đùng. Thế xong rồi hả, bạn Ái Nguyên kêu là: "Tao không có giỡn nữa." Cái lúc này á, bạn Ái Nguyên mới gọi là không đi vệ sinh nữa. Bạn Ái Nguyên đi xong rồi, bạn Ái Nguyên kéo quần lên, xong rồi bạn Ái Nguyên gạt nước, bạn Ái Nguyên đi ra. Thì bạn Ái Nguyên nhìn chung quanh hai cái phòng vệ sinh chung quanh, bạn Ái Nguyên hoàn toàn không thấy ai hết. Nhìn xung quanh vậy nè, hai cái phòng vệ sinh đó hoàn toàn là trống, trống nha, cũng không có thấy một cái dấu hiệu là nước. Có nghĩa là nếu mà mình đi vệ sinh đó thì mình hay rửa ráy này kia đó các bạn, thì ít nhất là mình cũng phải có dấu hiệu là chỗ đó có nước giọt 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 như vậy. Đằng này á là không thấy gì hết, không thấy gì hết trơn luôn. Thì cái bạn Ái Nguyên này mới nghĩ rằng cái con thương của bạn đứt giỡn. Bạn Ái Nguyên chạy ra chửi, kêu là: "Trời ơi, tao đã đi vệ sinh ở chỗ một mình rồi mà mày còn chọc tao như vậy nữa." Bạn Ái Nguyên nói chuyện với là một cái vẻ mặt rất là cọc cằn. Cái rồi cái con thương á, cái con thương bạn của bạn Ái Nguyên á mới kêu là: "Gì? Mày nói cái gì vậy? Tao không hiểu gì hết trơn á. Nãy giờ tao đâu có đi vô trong phòng vệ sinh đâu, tao đâu có mắc vệ sinh đâu tao đi. Tao đứng ở ngoài này tao canh mày mà mày còn chửi tao nữa hả?" Cái xong rồi cái bạn Ái Nguyên này á mới kể hết những cái gì mà bạn Ái Nguyên vừa gặp trong phòng vệ sinh ra cho cái con thương bạn Ái Nguyên nghe. Cái con thương bạn Ái Nguyên sợ quá, bạn nắm tay con Nguyên, con thương nắm tay con Nguyên chạy tức tốc lên trên lầu liền kêu: đi theo tao đi, đừng ở đây nữa." Tại vì cái con thương nó mới kêu: "Tao chắc chắn với mày, tao thề với mày là hồi nãy giờ tao đứng ở ngoài tao canh mày thôi, tao không hề vô trỏng. Vậy là mày đã gặp nó rồi đó, mày đã gặp nó rồi đó, nó ở đây là ma đó má, mày đã gặp nó rồi đó." Ghê chưa, rất là kinh khủng. Mà có rất là nhiều người ở trong cái trường nó bị gặp, kể cả thầy luôn. Có nghĩa là sao, bạn nó kể là trong cái trường đó là nó kiểu giống như là có một cái ông thầy này, ông tên là Hải Minh. Thì cái ông Hải Minh này á là do là trường có ký túc xá cho nên á ổng ở lại. Thứ nhất á là do nhà của cái ông thầy Hải Minh này quá xa, nếu mà bây giờ ổng đi làm mà mỗi ngày tới trường á thì thật sự là cái kinh phí mà để cái lương của giáo viên cũng không đủ cái tiền xăng của ổng nữa, cho nên cái ông Hải Minh này mới quyết định là ở lại trường. Với lại một công đôi việc luôn là ổng sẽ ở lại đó để ổng quản mấy cái đứa ở trong ký túc xá, các bạn hiểu không, quản của mấy đứa học ở trong ký túc xá. Thì ông Hải Minh này á, ổng cũng có một cái phòng ngủ riêng của mình. Thì khi mà ổng ngủ á các bạn, các bạn hạn chế thả icon cho nó không có bị lắc nha. Thì khi á mà cái ông Hải Minh này ổng nằm ổng ngủ á, ổng đang ngủ ở trên giường vậy nè. Ổng đang ngủ thì tự nhiên ổng nghe có tiếng bước chân đi vào phòng. Cái lúc này ổng thấy rợn người. Cái ông Hải Minh đang ngủ thì tự nhiên nghe tiếng bước chân đi vào phòng, ổng thấy rợn người quá. Ổng mới tỉnh dậy, ổng coi, ổng nghĩ coi đứa nào phá. Khi mà ổng mở mắt tỉnh dậy á, ổng thấy phía dưới chân giường của ổng có nguyên một người lính. Nguyên một người lính nha, đứng dưới chân giường của ổng nhìn ổng cười. Cười một cái vẻ mặt thân thiện á các bạn, cười một cái vẻ mặt friendly. Ổng thấy cái người lính đó mà ổng nhìn cái người lính đó hoài luôn, bởi vì cái ông thầy Hải Minh này á, ổng là cũng không có sợ, ổng cũng có quan niệm là người ta không làm gì mình á thì mình cũng kiểu mà không làm gì mình thì mình không làm gì người ta thì người ta sẽ không làm gì mình đâu. Ông thầy Hải Minh do là ổng nhìn cái
ông bộ đội nhiều như vậy á, ông cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng ma đó hoài luôn, thì ông thấy cái ông bộ đội á từ từ biến mất dần. Còn ông bảo vệ nữa chưa nha, ông bảo vệ mới là ghê, tức rất là tội chú bảo vệ luôn. Hôm đó chú bảo vệ ở lại gác trường, cái tự nhiên buổi tối hôm đó ở trong phòng thực hành đó, mà các bạn biết hả, cái trường của bạn, cái bạn mà cây hát kể cho bảo nó là cái trường này á, là bạn kể là rất là nhiều, do là trường điểm á cho nên cái việc mà điểm thi á nó rất là gây áp lực, và có rất là nhiều bạn học sinh đã tự tử rồi các bạn. Cho nên á, khi á mà cái hôm đó thì chú bảo vệ đang trực, thì chú bảo vệ thấy ở trong cái phòng thực hành á, ở trong cái phòng thực hành của trường á, tự nhiên nó sáng lửa lên. Thấy rõ ràng nha, chú bảo vệ đang đứng ở trong phòng trực mà nhìn ra cái phòng thực hành á của trường á nha, thấy là nó sáng bừng luôn, mà sáng lửa. Ông bảo vệ ông thấy ở trong phòng có lửa, mà lửa nha các bạn, lửa. Cái ông bảo vệ này sợ gọi là cháy nổ, gọi là này kia á, thì cũng sấn hớn hớn hải rồi chạy lên trên cái phòng thực hành. Tại vì chú bảo vệ sợ là cháy á, cháy trường á, tự nhiên thấy ở trong phòng thực hành lửa phun lên vậy. Khi mà tới cái phòng thực hành á, mở cửa đi vô thì không thấy ngọn lửa nào cả, chỉ thấy hoàn toàn là một màn đêm u ám thôi, một màn đêm tối tối thui luôn. Cái xong rồi chú bảo vệ này mới thấy lạ quá, mới đóng cửa lại, khóa cửa lại, và sau đó đi xuống phòng trực tiếp. Thì khi mà ổng đi xuống phòng trực tiếp á, thì ông bảo vệ ổng nhìn lên trên cái gọi là cái phòng thực hành á, thì lại thấy đốm lửa đó nữa. Không hiểu tại sao mà cái đốm lửa đó, nó mỗi lần mà ổng trở về chỗ là ổng thấy cái đốm lửa, mà mỗi lần ổng đi lên trên cái phòng thực hành lại không thấy đốm lửa đó nữa. Nó ỉa hả? Các bạn đợi chút xíu nha. Bèo, mày lên cho anh chị nhìn thấy coi, mày phù hộ cho ba gọi là không bị lắc nữa con. Bèo, xin chào các bạn, đây là Bèo, phù hộ cho ba không bị lắc nữa nha con. Trinh, tăng, nhảy đi mày, nhảy đi mày, tăng, nhảy đi mày, hê. Thôi xuống đi con nha. Rồi ok, bây giờ bảo sẽ kể tiếp một câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện này là của một bạn, để bảo xem tên của bạn đó ha. Bảo xem tên của bạn đó, bảo quên tên mẹ nó rồi. Cái bạn này cũng là một câu chuyện về bảo bà cái bạn này cũng là một câu chuyện về trường học luôn. Bạn này đã gửi cho bảo rồi. Bạn này tên là Bảo Châu. Thì cái câu chuyện của cái trường này như thế này, của cái trường bạn á, thì theo cái bạn Châu này được biết á, là cái trường của bạn á, là ngày trước á nó là cái nghĩa địa, và sau này á người ta dẹp cái nghĩa địa đó đi, và người ta gọi là người ta xây cái bệnh viện. Và sau khi mà người ta xây cái bệnh viện đó, nói chung là người ta xây rất là nhiều thứ, rốt cuộc là nó xây tới cái trường học là tới bây giờ. Và cái trường này là cái trường cấp 2 của bạn. Và bạn Châu năm nay là bạn Châu lên cấp 3 rồi, mà cái trường này là trường cấp 2. Thì chuyện là như thế này, do là bạn được nghe kể là khi mà bạn còn học ở cái trường cấp 2 này á, là do người ta là cái nghĩa trang á, mà khi mà người ta đào đất hay là người ta xây những cái khác á, người ta đã bỏ cái nghĩa trang đi á, thì người ta hình như là hoàn toàn là người ta không có có nhiều ngôi mộ vẫn còn ở đó, người nhà chưa có tới gọi là bốc mộ á, cho nên những cái ngôi mộ đó người ta lắp lên trên luôn, chứ người ta cũng không dám lời đi, có nghĩa là mộ người ta dưới đây đúng không, người ta lắp lên luôn, xây nhà trên cái mộ luôn, có nghĩa là cái nhà trường này xây cái ở dưới cái nhà, ở dưới cái trường này á có rất là nhiều ngôi mộ vẫn còn chưa được bóc lên. Thì cho nên là cái trường của bạn Châu này cũng bị đồn là có ma rất là nhiều. Thì cái hôm đó là bạn Châu học ở trường, mà kiểu mà giống như là học thêm ở trường á các bạn. Học thêm mà học thêm trong lớp ở trường á, là bạn học từ 4 giờ mấy cho tới 7 giờ là bạn về. Thì khi đó thì mấy đứa bạn của bạn á mới rủ cái bạn Châu này á là
mày đi lên lầu 3 không? Tại vì cái lầu 3 ở trong trường này á, được đồn là có ma. Cái lầu 3 trong trường của bạn Châu được đồn là có ma nha, nổi tiếng luôn là đồn có ma. Cái xong là bạn Châu á, lúc đó bạn Châu không có dám đi, bạn Châu mới gọi là từ chối. Nhưng mà do là cái tính tò mò của bạn Châu nó quá tò mò đi, thì bạn Châu mới ok chấp nhận và đi. Khi mà bạn Châu đi lên trên cái lầu 3 cùng với bạn bè của bạn á, thiệt sự là cái lầu 3 rất là tối. Tại vì người ta học thêm là người ta học thêm mấy cái ở lầu dưới thôi, chứ người ta cũng học không học mấy cái lầu mà tới lầu 3 đâu. Thì để đi lên lầu 3 á, thì các bạn Châu nó với lại mấy đứa bạn của bạn đi từ dãy A sang dãy B. Bởi vì cái trường của bạn có hai dãy, một là dãy A, hai là dãy B. Bạn Châu từ dãy A đi sang dãy B thì rồi mới đi lên trên cái lầu 3. Thì khi đi lên đó, bạn bè của bạn cũng sợ nhưng mà lại bắt bạn đi trước, gọi là đẩy bạn đi trước. Mà khi mà bạn lên đó, bạn mới phát hiện là có một số đứa nó cũng ở chợ nữa, nhưng mà nó là lớp khác, các bạn hiểu không? Thì khi đi lên chợ, cái dãy nó rất là tối, mà cái cửa là cửa sắt nữa, nó tối thui luôn. Mà khi mà bạn Châu với lại những cái người bạn của bạn đứng ở trên cái dãy đó, thì tự nhiên có một bạn hét lên, bạn nữ nha, cái bạn đó tên là Thư Thư. Bạn hét, cái bạn Thư đó hét dữ dội lắm. Hét mà hét á mà kiểu giống như là hét thất thanh luôn á. Thì mấy cái đứa này kiểu mà giống như là nó bị các bạn. Thì sự là những cái đứa còn lại á, nó không có sợ mà do nó bị tâm lý, các bạn hiểu không? Tự nhiên có một đứa hét lên là tất cả đều chạy. Tại vì thấy cái con nhỏ Thư kia chạy quá, mấy đứa kia chạy theo chứ có sợ gì đâu, chỉ bị tâm lý thôi. Còn bạn Châu tâm lý rất vững, bạn Châu rất bình tĩnh, bạn Châu calm down, bạn Châu take a deep breath 30 giây nín thở, bạn Châu suy nghĩ và hướng mắt về cái phía hành lang của dãy ba, hành lang của cái tầng 3. Nó rất là tối mà bạn Châu thấy nha, có một bóng người đứng đó. Mà thiệt sự là bạn Châu nghĩ rằng hình như là lao công. Nhưng nếu mà là lao công á, thì người ta làm việc á, thì người ta phải bật đèn lên để người ta lau dọn chứ. Đâu thể nào mà người ta tắt đèn tối thui vậy mà người ta dọn được, đúng không các bạn? Mà bây giờ đó thì bạn khẳng định rằng lao công đã về hết rồi, không còn lao công nữa đâu. Bạn thấy nha, một người đàn ông mà các bạn biết rất là tối, bạn đứng ngay cái cửa mà sắt đang ra vào á, mà cái người đàn ông nó đứng ở tuốt ở đầu bên kia nha, mà tối thui luôn, mà bạn thấy vẫn rất là rõ nha, mà không có thấy mặt cái người đàn ông đó. Mà các bạn biết không, các bạn tin không, là cái bạn Châu bạn thấy á, là cái người đàn ông nó nghiêng cái đầu, mà nó nghiêng 90 độ luôn nha má, là cái đầu của nó. Ví dụ như cái đầu của mình ở đây đi ha, là bình thường mình nghiêng hết sức, thì chỉ là xin chào eo tinky winky eo la la eo bắp, nói chung là nó, mình chỉ nghiêng được tới cái mức độ này thôi nè, là mình đã thấy muốn trẹo cổ, là mình đã thấy muốn rớt cái đầu mẹ ra ngoài rồi. Trời má, bạn thấy người đàn ông đó, bạn nói thiệt luôn, bạn Châu bạn muốn đái đâu quần. Bạn Châu bạn muốn ướt sũng cái quần, bạn muốn ướt đẫm cái quần luôn á. Người đàn ông đó cái đầu 90 độ mà cái đầu nó nằm ở đây nè. Không có một cái người nào mà cái đầu mà có thể kéo lên tới cái vú má. Nó rất là vuông góc luôn đó. Nó rất là vuông góc, có nghĩa là không có một cái người nào mà nó cái đầu của nó, cái đầu của người đó nằm ở đây, là cái đầu của cái ông mà cái bạn Châu thấy là nằm ở ngay vú luôn nè. Rồi nó chẹo cái cổ vậy, cái bạn Châu sợ quá, bạn Châu mới la lên. Lúc này bạn Châu không còn bình tĩnh nữa. Thật sự là nếu mà Bảo gặp trong cái hoàn cảnh đó thì Bảo cũng không có thể nào mà bình tĩnh nổi đâu, các bạn hiểu không? Và sau đó là hả, cái bạn đó bạn chạy xuống dưới luôn. Mà khi mà sáng hôm sau á, bạn hỏi lại cái bạn Thư đó, cái bạn Châu hỏi lại cái bạn Thư á, thì cái bạn Thư đó mới kêu là không có trả lời. Bạn Thư đó không trả lời luôn. Bạn Châu hỏi là tại sao, là bạn Châu hỏi lại là tại sao tối hôm qua mà đang ở trên chợ mà bạn tự nhiên mà mày la mày hét lên, mà mày bỏ mày chạy vậy. Thì cái bạn Thư đó bạn không có dám, mà mặt bạn rất là sợ, bạn không có dám nhắc luôn, bạn cũng không dám kể cho bạn Châu nghe. Rốt cuộc là cũng không hỏi được gì từ cái con Thư hết, bởi vì á, cái con Thư á, nó sợ quá hay sao á, mà nó bị mất trí nhớ tạm thời luôn, nó không nhớ rõ là tối hôm qua là nó gặp cái gì luôn á, nó rất là sợ. Nhưng mà thật sự là mọi người đều biết là con Thư nó đã thấy một cái gì rồi, bởi vì á, con Thư nó rất là yếu bóng vía, cho nên nó rất là dễ gặp, các bạn đúng không?
Hôm nay chuyện của mình chỉ tới đây thôi, bởi vì nó quá là lắc, nó lắc dữ quá. Mà nếu mà ghép lại cái kia là cũng gần được một tiếng rồi. Thì hả chứ, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của Bảo và hẹn các bạn vào thứ sáu tuần sau. Hôm nay vẫn còn lắc luôn mà không hiểu sao. Đúng tới tháng cô hồn, hình như là tới tháng cô hồn nào á mà Bảo kể chuyện là hình như nó đều lắc như vậy hết trơn, nó đều hơi xui như vậy á, cho nên có gì các bạn thông cảm nha. Và các bạn nào á mà có những cái câu chuyện về quỷ, bởi vì Bảo đang rất là muốn sưu tầm những câu chuyện về quỷ để kể cho các bạn nghe á, thì những bạn nào có những cái câu chuyện về quỷ hoặc là chuyện chích người càng chuyện về chết người hay gì đó thì mà các bạn nghe được từ hàng xóm láng giềng hay là bà con dòng họ đó, thì các bạn có thể gửi qua inbox cho Bảo nha. Bảo kể chuyện ma vào thứ sáu hàng tuần vào lúc 9 giờ tối, thì các bạn cứ tới thứ sáu là các bạn có thể click vào, một là page của Bảo, hai là cái Facebook của Bảo đang kể đó, là các bạn có thể đúng 9 giờ là Bảo sẽ kể thôi. Và các bạn nào mà muốn nhận được thông báo thì các bạn có thể bấm cái nút theo dõi livestream ngay ở trên cái màn hình livestream luôn, nó có. Với lại á, nếu mà bạn nào ở trên YouTube thì các bạn đừng quên nhấn nút subscribe để ủng hộ cho channel của Bảo nha. Bây giờ chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào thứ sáu tuần sau. Chúc các bạn có một tháng cô hồn vui vẻ và đầy niềm vui. Chúc các bạn gặp may mắn ở trong tháng cô hồn. Bye bye. Peace.